đã dần khuya. Mẹ ơi, các con cháu chát đập đàn diều vong. Mẹ ơi, để nói lên công cha nghĩa mẹ sinh thành mười ân dưỡng dục xây lên cuộc nghề đời. Công cha như núi mà thái sơn, nghĩa mẹ như nước ý để trong nguồn nguồn chảy ra. Thờ mẹ kính cha một lòng, thờ mẹ ơi mà kính cha cho tròn tròn chữ hiếu ý để mới là đạo phải đạo ơi mà cháu ơi con những ai, phải đạo ơi mà cháu con lắng nghe là nghe tôi kể để mười ân công sinh thành. Mẹ ơi mà có thai kể từ một ân thì con ơi, mẹ ơi mà có thai âm dương là dương nghĩa khi ý để nào ai nào ai có biết là gì. Cái trong mi lòng mẹ thì con ơi chịu những bi mà sầu bi ruột gan là gan chua xót thì để ra thì héo ơi hoa. Cái bữa cơm ăn thì con ơi chẳng biết đi ngon là mùi ngon nên lòng mẹ bây giờ chua xót ý để vì con, vì con ơi đêm ngày. Thank you.
cho đến nay ân thì con ơi mẹ à chịu mây trời kiểu mang là mang chín tháng mà để mười ngày mười ngày khai đi chợ mẹ về quê những khi đi chợ mẹ về quê của ngon là ngon vật là để mẹ chẳng hề hề ước ngờ cho đến nơi mà tháng sinh thời ba ân cho đến mà tháng sinh vì như là như vượt cả để một mình mẹ đại dương mẹ đồng mây mà lòng thương trông thấy con mẹ đồng mây mà lòng thương cam dài chốc nghi lỡ mà để chiều hủy giường chiều giường tạnh nghỉ thôi hết đứng đi mẹ lại ngồi mẹ nuôi con hết đứng đi mẹ lại ngồi một đèn một bóng mà để mẹ kêu trời mẹ trăm lỗi nhọc nhằn mà muôn đơn nên trăm lỗi nhọc nhằn đói no thời khuya sớm ý để mẹ tạo thân mẹ nuôi ơi các con tay bê tay bồng mà lâm bần tay bê ơi tay mẹ bồng cơm đùm mì gạo bọc mì mà để nghỉ mấy tầng gian nỉ
nhũ bộ ơi, mà tâm thiên thời sau ân. Nhũ bộ ơi, mà tâm thiên ba lăm mì nà lăm mà bù mơ để mới lên thân ơi người. Thần nói tươi cười mẹ thấy con. Thần nói tươi cười mẹ nay thời này mới hạ đi để mới vui vui trong đã trưởng thành mà bảy ân. Con đã ơi đã trưởng thành mẹ cha thầy lo ra thất ý để xây dựng gia đình cho các ơi xây dựng cửa nhà mà tam ân, xây dựng cửa nhà cho con là con tổ ấm, mà để các con ấy đã con đã nương chín trời chưa cùi lao chín ân, chín trời chưa cù lao công cha là cha nghĩa mẹ mà để kiếp mẹ nào kiếp nào mới trả xong. Như là ở trên rừng mà công cha mười ân thầy như người na ở trên rừng nghĩa mẹ như thế đi để nước sông mẹ sông ngân nề ơi hà mẹ ơi mười ân chúng con nghe kể nghe sạch sạch rồi công cha nghĩa mẹ biển trời khôn ni đông. Xin được kính mời tất cả các con cháu cắm hương lên bàn rồi vái chân linh cụ hai vái.
Kính thưa linh hồn cụ, kính thưa gia đình Tăng Quyến, vừa rồi anh em trong đoàn đã cùng với các con cháu chắt của cụ đã đi lập đàn diêu vong và nói lên 10 ơn nghĩa mẹ sinh thành đã xong. Vậy trong khi làm việc có điều gì sơ suất mong gia tăng đại xá cho anh em trong đoàn, và để cho anh em chúng cháu chưa được giải lao ít phút để có máy chèo đưa cụ về quy Phật đêm nay.